Rồi xin chào các bạn thì mình đặt, hiện tại mình đang kết nối cái chiếc iPhone 5C hàng lốc Nhật vô cái chiếc máy tính của mình. thì hiện tại là Apple đã tung ra cái bản cập nhật là 10.3. thì bây giờ mình sẽ nâng cấp cái chiếc máy iPhone 5C của mình lên coi thử coi là nó sẽ có gì khác biệt. thì hiện tại cái máy mình đang chạy ở phiên bản là để mình xem là 10.0.2. OK bây giờ mình đã kết nối với chiếc máy này vào laptop và mình đã có dùng cái công cụ là tool một cái công cụ đang rất là phổ biến hiện nay để mà các bạn có thể kết nối truyền dữ liệu qua lại giữa laptop và điện thoại dành cho iPhone rồi thì bây giờ là bây giờ mình sẽ để mà các bạn có thể cập nhật một cách dễ dàng á thì các bạn chỉ việc vào cái thẻ nó đây là nó có thể là flash nè Android thẻ này thì nó sẽ thông báo các bạn biết là ở cái máy của bạn nó sẽ có cái phiên bản nào mới ra mà có thể cập nhật được rồi ok thì bây giờ tôi uh, thấy là hiện tại nó đang báo là 10.3 ở đây đó, 10.3. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành uh, download. Thì bây giờ mình chờ. Sau khi mà nó download xong á uh, mình sẽ uh, tiến hành update cái chiếc iPhone của mình để xem coi là nó như thế nào ha. Rồi giờ mình chỉ việc ngồi chờ thôi. Thì cái công đoạn này nó dễ dàng hơn nó nhiều nó cũng an toàn hơn so với cái việc mà các bạn mà update bằng uh, wifi trực tiếp trên điện thoại thì nó sẽ rất rất là dễ bị treo táo rồi bây giờ mình sẽ ngồi chờ ha rồi thì như vậy là cái công đoạn hoàn mình tải cái file một file mà cài 1.3 về hoàn tất ha bây giờ mình sẽ tiến hành cài vào chiếc iphone của mình thì cái file 1.3 này nó có dung lượng là một tám mươi g nó cũng khá nặng bây giờ mình sẽ nhấn vào cái chữ flash ở đây đó thì các bạn có thấy là bây giờ bắt đầu nó sẽ tiến hành update cái chiếc iphone của mình bây giờ mình chỉ việc ngồi chờ thôi đó đang tiến hành giải nén cái file cài đặt ra và cái mà cài vô cho cái máy của mình ha. Để xem coi là không biết là với cái phương thức mà update phim bằng cái công cụ auto này thì nó sẽ có an toàn hay không. Đó, so với các bạn update bằng cái wifi trực tiếp trên điện thoại. Rồi chúng ta sẽ lại tiếp tục chờ. Đó. Rồi. Rồi. thấy đây là hiện tại là cái máy mình đã bắt đầu có hiện tượng là nhảy nè đây. Để các bạn xem luôn. Đó. Thì trong quá trình mà cập nhật mà bằng dây á thì các bạn chịu khó là không nên đừng có để xảy ra hiện tượng mà đứt kết nối. Như vậy thì cái máy mạng nó sẽ dễ dàng bị hiện tượng treo táo. Đó, bây giờ cái máy mình nó đang cập nhật lên nè. Rồi mình sẽ tiếp tục chờ. Rồi, 19% rồi. Không biết là có thành công hay không đây. Rồi thì các bạn thấy là hiện tại là cái chiếc iPhone của mình là đã và đang bắt đầu cập nhật lên cái bản mới nè. Các thấy là logo táo và có thêm cái dòng uh, thanh uh, thước chạy màu trắng ở bên dưới, tức là nó đang tiến hành uh, cập nhật. Và trên tính của mình nó đang nhảy là 38 trăm đó, writing file system. Thì đang cập nhật ha. Thì các bạn có thể áp dụng với những iPhone khác hoặc là iPad chứ không riêng gì iPhone 5C. Các bạn có thể sử dụng cái công cụ ba ô tô này để cập nhật. Đó đã nhảy lên 53 phần trăm rồi đó tốc độ nó càng càng nhanh dần không biết là có thành công hay không có chủ đặt gì không thì chúng ta sẽ phải chờ sau khi mà update xong hơi hồi hộp quá rồi thì sau khi hoàn tất cái quá trình cập nhật thì có thấy là trên cái công cụ bao của mình nó nó, nó báo là uh, quá trình cập nhật của bạn nó thành công đó một cái uh, biểu tượng rất là dễ thương ở đây chúc mừng bạn rồi ok bây giờ uh, trên iPhone 5C của mình bắt đầu nó sẽ chạy lại một lần nữa bây giờ mình uh, ok đó, để xem coi là bây giờ là nó sẽ có, có kỳ hoạch thành công hay không ha trên công cụ thì báo thành công đó nhưng mà không biết là cái iphone mình như thế nào thôi đó bây giờ mình sẽ tiếp tục chờ chờ cho cái tên thước này nó uh, chạy không biết như thế nào đây à hồi học quá đó bắt đầu nó báo đó Ờ, như vậy là cái chiếc máy mình đã cập nhật thành công Bây giờ mình sẽ thiết lập lại cái máy này do mình cập nhật một phần mới mà Đó, bây giờ cái con robot auto của mình nó cũng đã báo thành công nhận dạng cái chiếc iPhone mình ha Và có thấy là ở đây nó ghi rõ ràng luôn là máy mình là iPhone 5C, bản 32GB và đang chạy là iOS 10.3 Đó, ghi rất là rõ luôn rồi bây giờ mình sẽ tiến hành uh, đăng nhập wi-fi, ok, nói chung là update lên thành công là mình mình làm mình mừng rồi, hả, rồi máy vô rồi đó, rồi do mình đã tháo cái sim ra mình gắn vô cái chiếc uh, Samsung Galaxy A5 của mình để mình xài một thời gian cho nên là Lát hồi mình sẽ thử lắp SIM vào xem coi là liệu cái máy này nó có nhận SIM hay không Ok thì có thấy là bây giờ nó kêu cầu mình cái SIM nè Bây giờ mình sẽ gắn SIM vào ha Rồi thì sau khi mình nhét cái SIM của mình vào thì như thấy là nó hiện là Mobifone nhận sóng đàng hoàng ha Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục là thiết lập vài cái thao tác Giờ mình gõ mật khẩu đi Ok Để xem Còn cái máy như thế nào ha Rồi thiết lập như iPhone mới, đó. rồi đó kia mình đăng nhập lại. Các bạn cho mình xíu ha để mình đăng nhập cái tài khoản của mình là xong. Rồi, mình đã đăng nhập, mình chỉ việc chờ thôi. Uh. À, tiếp tục, số tiền của mình tiếp tục. Rồi bây giờ mình tiến hành chờ về số điện thoại mình sẽ nhập số tài của mình vào. theo. Rồi, bây giờ mình sẽ lại chờ cái mã xác minh. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục chờ máy nó thiết lập ha. Đó. À, đồng ý. Thì cái máy mình là chiếc iPhone 5C 32GB hàng lót Nhật. À. Sài cũng khá là lâu rồi và cái máy mình thì do sạc pin nhiều thì cũng bị chai pin đó. rồi thì lại tiếp tục chờ rồi sau khi uh, qua những cái bước cơ bản bây giờ cái chiếc iPhone của mình đã vào lại bình thường đó à, bây giờ mình sẽ vào cái phần cài đặt cho các bạn xem ha đây bây giờ mình sẽ vào cài đặt chung phần giới thiệu thì các bạn có thấy là hiện tại cái máy mình đang ở phiên bản là 10.3 À, mình thấy là cái xe bộ ban đầu đó, mình thấy là cái máy mình nó dài hiện tại nó rất là mượt đó rất là mượt mà luôn để mình mở xem thử coi camera thì cũng chả cái gì hết rồi tiếp theo thì chúng ta có thể vào điện thoại nè đó bây giờ nhìn bạ nhìn bạ thì không có gì hết tại vì mình mới gấp sim vào mà ok nói chung là hoạt động bình thường lên sóng đàng hoàng các kiểu bây giờ mình sẽ thử uh, gõ xa một con một coi nó có ra uh, không oh. vậy là không được rồi Như coi như là khi mà lên phiên bản 10.3 này là mình không có xài được cái sau 101 thăng Đó Mặc dù thì mình vẫn có thể nhận tin nhắn gọi điện bình thường Ok Rồi Đây đó là kết quả của mình sau khi mà mình update với iPhone 5C hàng lóc nhật mình từ phiên bản 10.0.2 sang 10.3 mình sẽ có một cái video khác chia sẻ về những cái điểm mà 10.3 này cho bạn xem trong thời sắp tới ha. Rồi xin chào các bạn.